Anh ơi, nhà mình có ăn trộm sao á, nghe có tiếng gì á. Chắc em nghe nhầm rồi đó, không có gì đâu. Ngủ tiếp đi em. Em thật mà, có tiếng lục đục ở dưới bếp hay sao á. Để em xuống coi thử. Anh kiểm tra rồi, không có gì hết đó em. Em ngủ đi. Dạ anh Dư. Lúc đó anh cũng đi kiểm tra. Thì giờ cơ thể em đâu có lạnh gì hết nè. Anh mua về nè, em coi coi đủ hết chưa. Trời ơi, cái ông này, tôi nhờ mua có mấy món mà mua cũng không xong nữa. Còn chai sữa tắm đâu, ông kiếm tôi coi. Đến đi mua thêm. Em coi coi, anh mua sữa tắm rồi nè. Trời ơi, có chai sữa tắm thôi mà mua mấy chục lần mới xong. Anh nhắm á, anh làm chồng được thì làm, không làm được á thì ly dị đi. Ở đi, tôi đi tắm. Trong nhà cái đàng hoàng á, đừng có mà bấm điện thoại suốt ngày. Có ngày á, ăn trộm vô rít nít đồ trong cái nhà đi cho mà biết. Chín giờ tối em ơi, em tắm xong chưa? Tắm xong chưa em? Dễ yêu. Anh xin lỗi, nãy anh sai quá. Con còn khóc không em? Đưa anh giỏ cho. Thả nó ra. Dễ ơi, không phải là anh đâu. Nếu bạn không thể yêu người bên cạnh mình thì hãy để ai đó khác thay bạn. Các em nhớ like và subscribe cho thầy nhé.